Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 13 tháng 2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại nhà riêng của đồng chí Nguyễn Đình Tụ ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Cùng đi có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Cẩm Thủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đình Tụ, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí Tụ mà còn là niềm vinh dự của gia đình, bạn bè, của quê hương, của cơ quan đơn vị nơi đồng chí đã từng công tác và của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Hơn 90 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, suốt quá trình 40 năm công tác, đồng chí Nguyễn Đình Tụ từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt: Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy, Bí thư Huyện ủy Lương Ngọc, nay là huyện Ngọc Lặc và huyện Lang Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Đình Tụ luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của địa phương đơn vị nơi công tác và của tỉnh. Cho đến khi nghỉ hưu, suốt hơn 30 năm qua, đồng chí Tụ vẫn giữ vững phẩm chất của người đảng viên cộng sản, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương nơi cư trú. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Tụ được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, chúc đồng chí mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác giáo dục truyền thống, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp nối truyền thống 92 năm đầy vẻ vang và tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đảng viên tiền bối, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Hôm qua 13 tháng 2, đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An đã đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư dự án khu công nghiệp dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đại diện các nhà đầu tư cho biết, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, các nhà đầu tư Ấn Độ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Đại An quay trở lại Thanh Hóa để tìm hiểu về khả năng đầu tư dự án khu công nghiệp dược phẩm, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với dự án này. Các nhà đầu tư cho biết, sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tại các địa phương trên cả nước, Thanh Hóa là một trong hai địa phương đang được các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn khảo sát kỹ lưỡng để tiến hành các bước tiếp theo triển khai dự án xây dựng khu công nghiệp dược phẩm. Đây sẽ là khu công nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hướng tới việc thu hút các công ty dược phẩm toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới. Các nhà đầu tư cho biết, nếu thành công, dự án khu công nghiệp dược phẩm sẽ là đòn bẩy để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn chào mừng các nhà đầu tư Ấn Độ và Tập đoàn Đại An đã quay trở lại Thanh Hóa trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022 để tìm hiểu kỹ hơn các tiềm năng, lợi thế đối với dự án khu công nghiệp dược phẩm. Đồng thời cho biết, nếu các nhà đầu tư lựa chọn và quyết tâm đầu tư dự án này tại Thanh Hóa, Thanh Hóa cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để nhà đầu tư triển khai dự án. Giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế riêng biệt, ưu đãi thu hút đầu tư nổi trội của khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khu kinh tế Nghi Sơn hiện đang được hưởng những ưu đãi cao nhất của nhà nước Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thanh Hóa cũng đang nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội bằng các nghị quyết, cơ chế chính sách riêng biệt, đặc thù. Đây chính là những điều kiện rất quan trọng và thuận lợi để Thanh Hóa thực hiện các cơ chế chính sách thu hút ưu đãi đầu tư, cũng là những thuận lợi rất lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế, dược phẩm. Đối với dự án khu công nghiệp dược phẩm, tỉnh Thanh Hóa có thể đáp ứng các tiêu chí về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế ưu đãi trong khuôn khổ quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, các ý kiến đề xuất khác của nhà đầu tư tại buổi làm việc hôm nay sẽ được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, trả lời, hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.
Cũng trong sáng nay, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh và các nhà đầu tư đã đi khảo sát, tìm hiểu thực địa đầu tư dự án khu công nghiệp dược phẩm tại khu kinh tế Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm và tự hào về thành tựu của ngành giáo dục, về các thầy cô giáo. Năm 1968, trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành giáo dục và các thầy cô giáo, Bác viết: "Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn. Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang, đáp lại niềm mong mỏi và tin tưởng của người. Tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều tấm gương thầy cô giáo tận tâm, tận lực với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Cô giáo Lê Thị Hồng Xoan, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa là một trong những cá nhân tiêu biểu đó." Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, năm 1998, cô giáo Lê Thị Hồng Xoan về dạy tại Trường Trung học cơ sở Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa. Sau đó, được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng nhà trường. Đến tháng 9 năm 2021, thực hiện luân chuyển cán bộ, cô chuyển sang làm hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thiệu Chính cho đến nay. Từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nhưng ở nhiệm vụ nào, cô Lê Thị Hồng Xoan cũng luôn hoàn thành tốt bằng tất cả sự tận tụy, sức sáng tạo và lòng nhiệt huyết. Với cô, học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm. Người đứng đầu phải nêu gương tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời luôn coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Với cái tinh thần học nữa, học mãi và với cái vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, của người đứng đầu chi bộ, của người đứng đầu nhà trường, thì bản thân tôi không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức tác phong của một người đảng viên, một người làm công tác giáo dục, mà ngoài ra còn phải tuyên truyền, vận động, động viên gia đình, nhân dân, cán bộ giáo viên, học sinh, và tôi huy động quy tụ lại một cái sức mạnh đoàn kết, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái sức mạnh đoàn kết của tập thể rất là quan trọng. Khi mà mình quy tụ, huy động được cái sức mạnh đoàn kết thì chắc chắn là làm việc gì cũng thành công. Bác đã nói rồi. Xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa là uy tín của nhà trường, cô giáo Lê Thị Hồng Xoan đã kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thi đua quản lý tốt, dạy tốt và học tốt. Không chỉ thực hiện nêu gương, cô giáo Lê Thị Hồng Xoan còn động viên và tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên, giáo viên tự nghiên cứu học tập, nâng cao lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, tham gia sáng kiến khoa học sư phạm. Nhờ đó, các thầy cô đã đưa ra nhiều giải pháp và thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng đa dạng việc đánh giá toàn diện học sinh. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của trường không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh đỗ vào trung học phổ thông luôn đạt từ 85 đến 97%. Trên cương vị của người làm công tác quản lý giáo dục, từ năm 2015 đến năm 2021, cô Lê Thị Hồng Xoan luôn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và huy động nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất nhà trường trị giá gần 1 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Qua cái nhận xét của địa phương, rồi đánh giá thì cô là một người năng nổ, nhiệt tình, triển khai tốt cái kế hoạch năm học mới, rồi tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện cái việc mà xã hội hóa của nhà trường, đặc biệt với hội cha mẹ học sinh để đầu tư, để mua sắm, bổ sung thêm những cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học của năm học mới. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể, nó khoa học để đảm bảo làm sao đó nâng cao cái chất lượng giáo dục là quan trọng nhất. Đấy, cái chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bên cạnh đó, để đáp ứng cái yêu cầu ngày càng cao phục vụ cái công tác dạy học trong nhà trường,
đảm bảo cái điều kiện xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Thì trong cái giai đoạn 3 năm từ năm 22 đến 2024 thì nhà trường cũng sẽ được đón nhận cái dự án đó, và chắc chắn sắp tới đây trường lớp sẽ khang trang hơn, cơ sở vật chất sẽ đảm bảo, thiết bị hiện đại hơn, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng cao của Bộ Giáo dục. Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực thôi thúc cô giáo Lê Thị Hồng Xoan không ngừng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cao cả, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội. Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những ngành nghề cao quý, và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Năm 2022 được tỉnh Thanh Hóa xác định là năm hành động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Bám sát định hướng này, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh với những giải pháp thích ứng một cách an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, đảm bảo hiệu quả. Qua đó, lấy lại đà tăng trưởng cũng như đón đầu cơ hội mới trong năm 2022. Những ngày này, không khí lao động sản xuất tại doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thực phẩm này rất khẩn trương, nhộn nhịp. Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị vừa nhận thêm được nhiều đơn hàng lớn. Bởi vậy, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã thực hiện tầm soát COVID-19 cho toàn bộ người lao động để đảm bảo nhân lực ổn định sản xuất. Cùng với đó, với tinh thần thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh, doanh nghiệp đã xây dựng các phương án hoạt động với từng tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ để đón đầu xu hướng phục hồi của nền kinh tế trong nước. Tín hiệu của đầu năm mới thì cũng rất là khởi sắc, lượng hàng bắt đầu ra nhiều, cái sản lượng nó tăng dần trên cơ sở cái phòng chống dịch cũng như cái mở cửa dần từng bước, thì công ty thì cũng chuẩn bị những các cái điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, tăng thêm cái nguồn hàng phục vụ cho thị trường nội địa và tiến tới đấu mối lại cái thị trường xuất khẩu, thì chắc chắn về tăng trưởng của năm 22 nó sẽ vượt năm 21. Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều xác định tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định việc làm cho người lao động. Tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh, điều kiện đặc thù, mỗi doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình những phương án linh hoạt trong sản xuất trên nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Có doanh nghiệp thì vẫn duy trì 3 tại chỗ, có doanh nghiệp thì thực hiện một cung đường hai điểm đến, thường xuyên tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho người lao động để ổn định nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được liên tục. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực thay đổi mô hình, tái cấu trúc hoạt động cho phù hợp với trạng thái bình thường mới, tích cực chuyển đổi số và nắm bắt cơ hội để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Sang cái năm 2022 thì chúng tôi cũng phải xác định thích ứng an toàn với cái dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã có nhiều cái giải pháp tập trung đẩy mạnh cái công tác thị trường, làm sao để thúc đẩy cái việc bán hàng đa dạng cái mẫu mã sản phẩm, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, sắp xếp lại cái nguồn nhân lực, tiết kiệm trong cái quá trình sản xuất để đảm bảo cái tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh. Ngay đầu quý 1 này là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển dụng cái nhân sự để đáp ứng các kế hoạch mà chúng tôi đặt ra. Cái thứ hai là chúng tôi tiếp tục mở rộng cái thị trường, thích nghi với cái điều kiện kinh tế trong cái giai đoạn tình hình mới, quyết tâm thực hiện tốt vừa cái công tác phòng chống dịch cho chính bản thân và đạt tăng trưởng từ 20 đến 30% doanh thu so với năm 2021. Thực tế trải qua khó khăn thách thức của đại dịch COVID-19 trong suốt 2 năm qua, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của nền kinh tế. Kinh nghiệm vượt khó, sự linh hoạt chủ động của doanh nghiệp cùng với hàng loạt các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa được chính phủ ban hành, sự quan tâm tháo gỡ khó khăn kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương trong lưu thông vận chuyển hàng hóa, nguồn nhân lực, vaccine phòng dịch đang tạo động lực cho các doanh nghiệp phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng khả quan cho năm mới 2022. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy mạnh chuyển đổi số, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết số 06 về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Song quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đang có nhiều khó khăn, thách thức mà nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ trở thành rào cản, làm chậm tốc độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Lạc, huyện Như Thanh bắt đầu sản xuất và xây dựng thương hiệu miến rong Yên Lạc từ năm 2019 với 30% thị trường tiêu thụ là khách hàng ngoài tỉnh. Mặc dù xác định cần phải mở rộng thị trường để tăng năng suất, tăng doanh thu, nhưng đến nay hầu hết phương tiện quản lý doanh nghiệp vẫn chỉ được thực hiện thủ công. Việc quảng bá cũng chỉ dừng lại ở một phần nội dung đơn giản thông qua ứng dụng truy xuất nguồn gốc QR code. Cơ bản là cái bộ máy quản lý thì hầu như là cũng có tuổi, cho nên là hắn cũng có cái mức độ hạn chế. Và cái lứa tuổi trẻ thì hắn không quay về hắn làm, bây giờ đang động viên một số đến về hắn làm. Nó làm và kế cận cho mình, nó tiếp cận đây cái thông tin mạng tốt hơn. Rất cần được cái sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đặc biệt là bên các cái ngành chuyên môn, để tạo cái điều kiện là tập huấn hoặc là được là trao đổi thêm, là có những cái là học hỏi để là tiếp cận hắn nhanh hơn. Không chỉ thiếu nhân sự có kinh nghiệm và trình độ để triển khai dự án chuyển đổi số, các đơn vị địa phương trong tỉnh cũng đang khá bối rối khi phải thay đổi tư duy, cách làm việc truyền thống, chuyển sang cách làm việc mới qua ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên nền tảng số. Trong khi đó, hạ tầng công nghệ chưa được đầu tư đồng bộ, hệ thống phần mềm ứng dụng chưa thống nhất, cơ sở dữ liệu chưa kết nối liên thông, chưa đủ nguồn lực kinh tế để đầu tư cho lĩnh vực này, cũng khiến công tác chuyển đổi số rất hạn chế. Chúng ta không có ra hoạt động ở ngoài trời nên là ảnh hưởng thời tiết, của khí hậu cũng có làm giảm đến các hiệu suất, làm đến chất lượng hình ảnh, nội dung, hay là cái hệ thống truyền tải cũng bị ảnh hưởng do cái hệ thống mạng, nên là cũng mong muốn là được sự quan tâm của các trên làm sao xây dựng được cái hệ thống phần mềm và hệ thống đường truyền đảm bảo liên tục, đem lại cái hiệu quả thiết thực trong cái dữ liệu hình ảnh camera. Để rồi người dân mà hiểu được, sử dụng được mà coi đó là một cái nhu cầu thiết yếu, thì chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì cái đối với đơn vị cung cấp các cái dịch vụ thì cũng phải quan tâm hơn nữa, phối hợp hơn nữa và đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Để rồi cùng với địa phương chúng tôi trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì có những cái vấn đề gì thì gặp khó khăn vướng mắc thì cũng thường xuyên để phối hợp chặt chẽ để rồi tháo gỡ những cái khó khăn. Thực tế cho thấy ngoài việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật thì con người là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Do đó, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tập trung đào tạo nhân lực liên quan đến lĩnh vực này nhằm gạt bỏ bớt rào cản để nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo nền tảng thực hiện thành công mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một trong 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025. Sau Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cao. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế cũng gia tăng. Do vậy, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thanh Hóa đã tăng cường các giải pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Sau Tết Nguyên đán, mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận từ 700 đến 800 bệnh nhân đến khám và điều trị, tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết. Bệnh viện đã tăng cường thêm nhân lực làm nhiệm vụ phân luồng, sàng lọc trước khi bệnh nhân vào viện, đảm bảo tất cả người vào bệnh viện khai báo y tế và test nhanh tầm soát. Ngoài lực lượng làm xét nghiệm được bố trí ngay cổng vào bệnh viện, thì bệnh viện còn bố trí nhân lực thường trực xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa. Qua test nhanh sàng lọc, mỗi ngày, bệnh viện phát hiện từ 5 đến 10 ca nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh viện đã có những cái kế hoạch rất là phù hợp. Ngay từ khoa khám bệnh thì đã có những cái phân luồng rất cụ thể. Và khi phát hiện ra F0 thì sẽ đưa vào điều trị ở khoa bệnh nhiệt đới. Trong trường hợp lượng F0 tăng cao thì tất cả các khoa đều kích hoạt các phòng để thu dung bệnh nhân vừa có bệnh nền và vừa có F0 để điều trị thành khu cách ly cho bệnh nhân, để đảm bảo an toàn chung cho bệnh viện và cho tất cả người dân đến khám bệnh. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thanh Hóa, sau Tết Nguyên đán, bệnh nhân khám điều trị nội trú và ngoại trú đều tăng cao. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ngày càng nhiều, đa phần không xác định được nguồn lây, các cơ sở khám chữa bệnh đã mở rộng đối tượng xét nghiệm sàng lọc. Trong 5 ngày qua, từ mùng 7 đến ngày 11 tháng 2, toàn tỉnh đã có gần 1.500 ca mắc COVID-19 được phát hiện qua test nhanh sàng lọc tại các cơ sở y tế. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì lưu lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung thì cũng tương đối tăng cao. Tất cả các trường hợp đến khám điều trị và kiểm tra sức khỏe đều phải khai báo y tế và test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Những đối tượng xét nghiệm mà dương tính thì nếu như có triệu chứng và có bệnh nền thì chúng tôi sẽ đưa vào trong khu điều trị. Còn nếu những đối tượng không trong diện thuộc vào đưa vào điều trị thì chúng tôi sẽ chuyển về trạm y tế xã để điều trị F0 tại nhà.
Cùng với việc tăng cường phân luồng sàng lọc, kiểm soát lây nhiễm COVID-19, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã tăng cường nhân lực để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân nội trú tại các khoa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và bệnh nhân cao tuổi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài. Theo các chuyên gia y tế, khi điều trị tại nhà, người nhiễm COVID-19 hay còn gọi là F0 nên trang bị các kỹ năng tự chăm sóc đúng cách giúp nâng cao sức khỏe cũng như giảm tỷ lệ diễn biến nặng, hạn chế lây nhiễm COVID-19 cho gia đình và cộng đồng. Thứ nhất, người nhiễm nên cách ly trong không gian riêng biệt, có nhà vệ sinh riêng, có cửa sổ, có thể sử dụng thêm quạt hoặc máy lọc không khí để đảm bảo không gian thông thoáng. Người bệnh chỉ nhận đồ vật hoặc thực phẩm gián tiếp từ người nhà. Thứ hai, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch chứa cồn. Các thời điểm được khuyến cáo rửa tay bao gồm rửa tay trước và sau khi nấu ăn, trước và sau khi ăn, sau khi ho, hắt hơi, sổ mũi, sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt, sau khi đi vệ sinh và sau khi thu dọn rác thải. Thứ ba, F0 nên đeo khẩu trang đúng cách, không khạc nhổ trong không gian chung, che miệng mũi bằng khăn giấy khi ho, hắt hơi và vứt tờ giấy đó vào thùng rác thải riêng có nắp đậy. Thứ tư, người nhiễm nên sử dụng dụng cụ ăn riêng, tự rửa dụng cụ bằng nước nóng hoặc xà phòng. Đối với các đồ vải cá nhân như quần áo, đồ lót, F0 cũng nên giặt riêng với nước ấm, sấy và phơi khô ở không gian riêng biệt trong nhà. Thứ năm, người nhiễm cần tự vệ sinh bề mặt môi trường ít nhất một lần mỗi ngày theo quy trình như sau. Làm sạch tường, bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn, cuối cùng lau lại bằng nước sạch. Thứ sáu, việc thu gom xử lý rác thải cũng cần thực hiện đúng cách. Trong phòng cách ly nên sử dụng thùng rác có nắp kín, mở bằng chân. Trong thùng rác có lót túi ni lông, khi rác đầy cần thu gom lại, buộc chặt túi rác và xử lý theo đúng quy định về rác thải y tế. Thứ bảy, người nhiễm và người chăm sóc không nên tiếp xúc với vật nuôi, cũng không nên để vật nuôi của gia đình tiếp xúc với người và vật nuôi của các gia đình khác. Với người chăm sóc F0, các bác sĩ khuyến cáo phải luôn đeo khẩu trang, sử dụng găng tay y tế khi chăm sóc cho người nhiễm, tuân thủ 5K, biết cách phòng tránh lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, cần thực hiện khai báo y tế cho bản thân và cho người nhiễm COVID-19 mỗi ngày một lần, theo dõi sát diễn biến của người bệnh để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, ứng dụng PC COVID sẽ gửi các thông báo đến những người dùng từng đến địa điểm, từng di chuyển phương tiện hay tiếp xúc gần với F0. PC COVID sẽ cảnh báo người dùng nếu có quét mã QR cùng một địa điểm với F0 trong vòng 1 giờ đồng hồ. Việc cảnh báo tự động cho người dân khi đến những địa điểm có F0 sẽ giúp mọi người chủ động theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Để thuận lợi cho người dùng, đơn vị phát triển đã liên tục bổ sung các tính năng tiện ích cho PC COVID như cho phép người dùng có thể quét mã QR khi không có kết nối Internet, khai báo y tế hay gửi phản ánh offline, tự khai mũi tiêm và ví giấy tờ. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ mất an toàn giao thông do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 10 tăng cao những ngày sau Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này nhằm phòng ngừa không để xảy ra tai nạn giao thông. Quốc lộ 10 có chiều dài 212 km nối các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong đó, riêng qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài hơn 45 km. Hiện nay dọc trên quốc lộ 10 đang có nhiều địa điểm du lịch tâm linh. Hàng năm vào những ngày sau Tết có rất đông phương tiện cá nhân đi tham quan du lịch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, ngay từ mùng 2 Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu đội Cảnh sát Giao thông số 1 huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Chúng tôi thì chia thành hai tổ công tác tập trung vào những giờ cao điểm và phương tiện đông, trong đó tập trung xử lý người điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn, chú ý đến cái xe mô tô cũng như ô tô, đảm bảo làm sao cho bà con đi lại một cách an toàn. Tính từ ngày mùng 2 Tết đến nay, đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã kiểm tra xử lý lập biên bản hơn 30 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Việc tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm này được người dân đồng tình ủng hộ. Người dân còn dư âm ngày Tết thì trong cái lúc tham gia giao thông, tôi cũng đồng tình với những gì lực lượng công an giao thông tham gia để tăng cường xử lý những cái trường hợp mạnh hơn nữa để cho hạn chế cho uống rượu bia vào là khi tham gia giao thông là rất là nguy hiểm, không chỉ cho bản thân họ mà ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông nữa. Với việc tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông trên tuyến quốc lộ 10,
hy vọng sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa kiềm chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.